Trời ghê chưa? Hả? Đúng rồi, tớ đi biển á, tớ được ăn tôm hùm, cua hoàng đế, phi cá mập nha. Biết là cậu không được đi á, cho nên tớ mang cỏ ốc về cho cậu chơi này nha. Thế thì tớ là gì? Tớ có cả san hô đây này. Ôi chết, cậu ăn cắp san hô biển, tớ mắc có thỏ mai. Không phải, đây là san hô tớ học được ở khóa khoa học kỳ thú trên kiloa.vn. Bổ ích luôn. Mùa hè này mẹ tớ mua cho tớ đây. Ui thế á? Tớ cũng muốn. Tớ phải về bảo mẹ tớ mới được. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ba mẹ đâu được học khóa khoa học ở trên Kidora.vn. Con cũng muốn. Mẹ xem trang web Kidora.vn đi này. Ôi Kidora.vn à? Nhiều khoa học hay đấy nhở? Vâng mẹ ơi. Con chỉ cần học xong là con trở thành một người giỏi toàn diện luôn. Ôi toàn diện luôn ạ. À? Vâng được. Mẹ đăng ký luôn. Ừ được. Ôi trời ơi, Menu, mẹ tớ đã mua tờ khóa học trên Kidora.vn rồi đấy. Ôi trời ơi, con đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi đúng không? Hả? Này nhá. Ai bảo cậu thế, tớ chuẩn bị đi du lịch Pháp đi nhá. Đi du lịch Pháp đi nhá. Đi du lịch Pháp mà đi bằng xe đạp thế này á, thì sang đấy á, cậu nghèo cậu chỉ có ngồi ăn xin, không được ăn những món ngon ở Pháp đúng không? Này nhá, tớ sẽ ăn những món ăn ngon nhất ở Pháp cho cậu coi. Được, vậy thì thách đấu đồ ăn Pháp ở Việt Nam đi xem nào. Thách đấu luôn. Nhắc đến bánh ngọt thì phải nhắc đến croissant, hay còn gọi là bánh sưng bò, siêu nổi tiếng ở Pháp luôn. Bánh sưng bò được làm từ bột mì, sữa, men, bơ và muối. Bánh đúng kiểu phải thật xốp, giòn và có thể xé ra từng lớp mỏng nhỏ như này này. Bánh có nhiều vị như vị truyền thống, vị sô-cô-la hoặc vị hạnh nhân nữa đó. Ăn ngon ơi là ngon. Leo leo ta mới đu. Ai bảo bánh sừng bò có nguồn gốc từ nước Pháp? Bánh sừng bò có nguồn gốc từ nước Áo cơ mà. Hả? Bánh sừng bò rất nổi tiếng ở Pháp, nhưng nó không do người Pháp tạo ra mà nó được làm ra đầu tiên ở Áo. Mary Antoinette chính là công chúa nước Áo, được gả đến Pháp khi mới 14 tuổi. Vì không quen với đồ ăn ở đây nên công nương thường cho dọn lên món bánh sừng bò, cũng coi như giúp cô nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Về sau, bánh sừng bò rất được người Pháp yêu mến, cái tên croissant cũng từ đó mà ra đời. Bánh sừng bò ở Pháp cũng khác so với phiên bản đầu tiên ở Áo đấy. Wow, leo leo ta menu. Thì không có bánh này thì có bánh khác. Bánh macaron chắc chắn sẽ là niềm tự hào người Pháp cho mà coi. Ta. Bánh macaron thường có nhiều màu sắc, vỏ ngoài thường cứng chút và giòn tan, kẹp giữa là lớp kem béo siêu ngọt. Bánh thì ngon thật đấy, nhưng các cậu nhớ ăn ít thôi, không là sâu răng đó. Yes. Dọc ba miền tổ quốc Việt Nam cũng có những loại bánh ngọt vô cùng đặc trưng luôn nha. Bánh gai, bánh cốm, bánh đậu xanh đều là những loại bánh ngọt truyền thống của Việt Nam. Đa phần các loại bánh thì đều là nhân đỗ và có vị ngọt thơm, cực kỳ mềm và dễ ăn luôn. Quê các cậu có những loại bánh ngọt gì không? Hãy comment xuống phía bên dưới nha. Ở Pháp có bánh crepe siêu nổi tiếng cả một trời Âu luôn nha. Bánh kép hay là bánh crepe là một loại bánh rất mỏng, dẹp, có nhân thịt nguội, phô mai, được cuộn vào giống hình tam giác như thế này này. Khi ăn vỏ có vị ngọt, nhân mặn và béo. Việt Nam làm gì có món nào như này? Trông thì cũng giống bánh xèo Việt Nam đấy, nhưng mà không ngon bằng đâu. Bánh xèo Việt Nam được làm xèo xèo trên chảo nóng này. Lần lượt đổ vỏ bánh rồi cho các loại nhân vào. Bánh khi làm xong có màu vàng giòn rụm, ăn cuốn với các loại rau xanh rồi chấm cùng nước chấm. Ôi, ngon gì đâu á. Mời đẹp. Ở Việt Nam có rất nhiều loại ốc như thế này. Vua ốc chắc chắn là đương nhiên thuộc về Việt Nam rồi. Ốc Việt Nam thì siêu nhiều và đa dạng. Các cậu nhìn ế đậu và rổ ốc siêu to khổng lồ này. Các cậu biết tớ sẽ đi ăn món gì không? Ốc luộc hấp xảo cả ốc lẫn ốc mít. Khi ăn chấm chút nước chấm, ăn kèm với sung thì hết sẩy luôn. Còn có ốc hương sốt trứng muối béo ngậy và ốc móng tay xào bơ tỏi siêu ngon. Việt Nam mình đúng là thiên đường của các loại ốc luôn mà. Cực kỳ thuyết phục. Nhiều nhưng không bằng độc lạ nhá. Việt Nam làm gì có ốc sen nướng nhiều Pháp? Ốc sen nướng thường được dưới sốt lên trên miệng và nướng trong lò. Khi ăn thì ôi, thịt ốc sen mềm sụn. Ta menu tớ cảm thấy không cần phải nhai luôn ý. Nhìn ốc sen đáng sợ vậy thôi, chứ ăn ngon vô cùng luôn. Việt Nam làm gì có món này? Lưu lưu. Hả? Ta menu ăn ốc sen. Bánh mì Việt Nam lừng danh thế giới, Pháp của cậu có không? Nope. Mỗi sáng đi học, tớ đều đến quán bánh mì thân yêu, order tất cả các loại bánh mì ở quán.
bánh mì Việt Nam tớ thích nhất nhân thập cẩm và pate chả. Ôi, bánh mì phải đẫm thịt, phải nhiều chả nhiều rau thế này chứ. Xích, bánh mì ở Pháp ăn với phô mai siêu ngon luôn nha. Món bánh mì sandwich kẹp giăm bông và phô mai. Khi ăn kéo được sợi phô mai dài và béo như thế này nè. Bên trong giăm bông mặn, phô mai béo, bánh mì thì thơm vị sữa, giòn tan vì đã được nướng lên. Bánh mì phải ăn với thịt và phô mai mới chuẩn vị Pháp nha. Bạn nào cũng thích ăn phô mai như Tamino tớ thì mau chóng đăng ký kênh lớp học Secret thôi nào. Yes. Đến Pháp thì phải uống rượu vang, nhưng mà Tamino tớ còn nhỏ nên tớ quyết định sẽ ăn gà hầm rượu vang. Gà mà rán thì xưa rồi, quê hương của rượu vang thì phải có món gà hầm rượu vang chứ. Thịt gà được ướp với rượu rồi kho cùng nấm, hành tây. Thịt gà mềm, ngấm với chút chua chua của rượu. Ăn xong là tớ say luôn các cậu ạ. Nhưng mà là say hương vị của món ăn này cơ. Sao bằng được món gà hầm thuốc bắc của Việt Nam siêu siêu bổ dưỡng. Gà hầm thuốc bắc chỉ có tại Việt Nam. Gà đen được hầm cùng các loại thảo dược như táo đỏ, ký tử đều là những vị thuốc tốt cho sức khỏe. Gà được hầm như cả xương, nhìn đen đen xíu thôi nhưng mà ăn ngon lắm đấy. Món này của Việt Nam nhất định chiến thắng gà hầm rượu của ta mới luôn các cậu nhỏ. Việt Nam thắng, Pháp thắng. Việt Nam, Pháp. Việt Nam, Pháp. Pháp. Việt Nam, Pháp. À. Ồ, Việt Nam thắng rồi. Làm gì còn cánh hoa đâu mà thắng. Các cậu ơi, các cậu hãy mau mau comment xuống phía bên dưới video này để xem là đồ ăn Việt Nam hay đồ ăn Pháp chiến thắng trong trận thách đấu này nha. Pháp thắng, Việt Nam thắng. Việt Nam mà lên. Các em ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel lớp học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.